mai anh hãm trên phim như thế này ừ. thì chắc chắn ngoài đời tính cách phải như thế thì đạo diễn mới chọn để quay phim chứ <laughs> thật sự thì khi lúc đấy đọc xong thì tại sao mọi người lại nghĩ thế nhỉ ừ. tại sao mọi người lại quy chụp dã man như thế đạo diễn nói là nhưng mà em phải tìm những cái bộ trang phục nó phèn thu có một quan điểm là yêu ai thì yêu hết mình ừ. cho đi hết mình và không quá là quan trọng cái việc mình nhận được lại cái gì xin được giới thiệu minh thu xin kính chào khán giả của tám phim à, với bộ phim nơi giấc mơ tìm về và trong thời gian gần đây thì cũng thu hút rất là nhiều sự quan tâm của các khán giả yêu phim ừ. thì cho tới thời điểm hiện tại thì thu đang cảm thấy như thế nào cảm xúc của thu thì uh, cũng rất là vui khi được khán giả đón nhận vai diễn mới của mình uh, nhưng mà bên cạnh đó thì mình cảm thấy uh, có nhiều điều tiếc nuối ừ. khi mà bản thân mình đã trải qua cái quá trình làm phim rồi và bắt đầu xem thành quả của mình thì thấy tiếc nuối rất là nhiều và giá như mình làm lại thì sẽ làm tốt hơn. À, với bộ phim này khi mà quay trở lại giống như chúng ta vừa nói chuyện phim trước thì là một cô gái bán quạt bối cảnh là một vùng nông thôn. Còn vai diễn này cô gái Mai Anh thì lại là một tiểu thư lá ngọc cành vàng một bối cảnh hoàn toàn khác. thì điều gì Mai anh đã thu hút thu và đã khiến cho thu phải 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 rất là dày công để có ừ. thể nghiên cứu và dành hết tâm sức cho nhân vật như vậy. thật ra thì bản thân em khi mà nhận kịch bản đọc cái vai diễn này thì mình thấy khá là thú vị bởi vì nó không chỉ một màu, ừ. nó rất là nhiều màu sắc và nhiều đất diễn để thể hiện cho mình và đây cũng là một cái vai diễn cá tính rất mạnh mẽ và em chưa bao giờ em làm vai này nên là mình muốn nhận lời luôn để thử thách ừ. mình uh, được làm cái vai diễn này à, như thu nói đây là một vai diễn có nhiều màu sắc vậy thì nói rõ hơn về những cái tính cách của mai anh thì thu sẽ dùng những từ như thế nào để miêu tả Đồng đỏng đảnh đỏng à, đảnh có thể gọi là uh, hết mình trong tình yêu ừ. mãnh liệt và có một từ nữa là cô đơn cô gái này có những cái nét tính cách liệu có giống minh thu không nhỉ mai anh và minh thu thì cũng có những cái điểm là tính cách rất mạnh mẽ cá tính mạnh bên ngoài thì có thể thể hiện ra là mình rất là mạnh mẽ nhưng bên trong thì lại yếu đuối mong manh ừ. và có đôi lúc thì minh thu cũng cảm thấy mình bị cô đơn và bị tủ thân rất là nhiều và cái tiếp theo giống nữa là yêu thì yêu hết mình cho đi hết mình khi mà minh thu nhập vai từng bước từng bước đến gần hơn với văn diễn thì 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 chắc hẳn là Thu sẽ cảm thấy mình có những cái niềm tin rằng là những cái sự sự hay là những cái nét tính cách đó của nhân vật của mình nó là đúng, nó là tâm lý đó và mình luôn tin nó là như vậy không? Đúng rồi, thật ra là để mà vào được một cái vai mà tự bản thân mình thấy mình là trung tâm của vũ trụ, mình là ừ. cái rốn của vũ trụ thì chắc chắn là không một ai yêu thương được rồi. Ừ. Và khi mà em nhận kịch bản, em đọc xong và em nghĩ rằng là những câu thoại này kể cả mình có diễn dịu nhẹ đi thì khán giả vẫn sẽ ghét và bản thân mình là người diễn viên mình đọc thoại xong mình cũng nghĩ là nhân vật này đáng ghét đây ừ. thế nhưng buộc mình phải tin để mình thể hiện được nhân vật là tôi như thế để cho khán giả tin được rằng là à mai anh đọc đành như thế mai anh mưu mô như thế và đáng ghét như thế ừ. thì tính cách của em không phải ngừng như vậy nhưng mà em có quan sát cuộc sống bên ngoài và mình cũng biết được rằng rõ ràng là ở bên ngoài có rất là nhiều người yêu mù quáng và dẫn đến cái hành động để giành lấy tình yêu của mình cũng như vậy rất là nhiều đấy ạ và em lấy đấy làm chất liệu cho vai diễn của mình ừ. đấy, em góp nhặt từ câu chuyện của người này từ câu chuyện của người kia để biến thành nó là cái tính cách của mai anh trong phim về phía diễn viên của chúng ta thì sao liệu đôi lúc chúng ta có những cái gọi là những cái lý do để có thể bênh vực cho nhân vật của mình với mai anh thì đâu sẽ là lý do mà thu bênh vực cho nhân vật của mình ờ thật ra thì khi mà làm xong vai đến cuối bộ phim thì có những cái tình tiết khác nữa nhưng mà thu ừ. không thể tiết lộ thế nhưng khi mà xong vai mai anh xong bộ phim thì thu có cái lý do là vì cô này cô yêu quá mù quáng và cô thiếu thốn tình cảm quá nhiều ừ. mình không đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng rõ ràng từ cái hoàn cảnh của cô ấy lớn lên được xuất thân trong gia đình giàu có nhưng lại là bố mẹ làm xã hội đen ừ. thì được nuông chiều từ nhỏ như thế thì đương nhiên là có những cái hành xử nó không đúng với cả xã hội hoặc là nó đi trái lại với những cái gì mà mình đặt ra tiêu chuẩn ứng xử khán giả họ xem thì đôi khi mọi người nói là họ ghét nhân vật họ ghét lây luôn sang ừ. cả diễn viên cũng nhiều mà nhiều diễn viên cũng đã chia sẻ như vậy có người thì lựa chọn cách là không đọc những comment ừ. có người thì rất cứng rắn mạnh mẽ đọc hết các comment ừ. và ghi nhận tất cả thậm chí có người thì uh, mọi người hay nói là cứng hơn một chút họ còn phản biện họ ừ. còn bênh vực nhân vật rất nhiều còn với ừ. thu thì sao với thu thì thu đọc hết <laughs> uhm, khán giả có thể không biết là diễn viên có quan tâm đến mình bình luận hay không nhưng ừ. mà rõ ràng khi mà mình làm xong một vai diễn mình sẽ phải quan tâm rằng là phản ứng của khán giả thế nào ừ. thì còn em thì em đọc hết kể cả tiêu cực hay tích cực thì em cũng đọc ừ. ban đầu thì em có buồn thật sự là bị chạy lòng bởi vì sao có những comment tức là không phải là số nhiều đâu nhưng mà có những người ghi là uh, mai anh hãm trên phim như thế này ừ. thì chắc chắn ngoài đời tính cách phải như thế thì đạo diễn mới chọn để quay phim chứ ừ. thật sự thì khi <laughs> lúc đấy đọc xong thì tại sao mọi người lại nghĩ thế nhỉ? Ừ. Tại sao mọi người lại quy chụp dã man như thế uh, diễn viên thì lúc thì đóng vai này lúc thì đóng vai kia và tính ừ. cách khác nhau chứ đâu phải là tôi hãm ở ngoài đời thì tôi chỉ đóng được cái vai hãm thôi. Đó phải ít nhất là đương nhiên khi mà đạo diễn chọn thì đạo diễn sẽ thấy là à gương mặt này có thể đóng được cái vai ừ. tính cách như thế chẳng hạn thì uh, người ta sẽ chọn mình thôi chứ không phải hoàn toàn là tính cách của mình y như thế hãm như thế mà đi ra đóng phim thì mới thể hiện được. Thì uh, ban đầu thì em sẽ buồn nhưng rồi sau đấy em lại bình thường lại bởi vì em nghĩ rằng là mình nên tập trung vào những cái điều tích cực. Khán giả yêu thương mình rất là nhiều mà còn rất là nhiều người khen mình mà nên là mình hãy tập trung vào những cái đó. Còn cái mà bản thân mình thấy là mình còn nhiều thiếu sót trong diễn xuất thì mình sẽ cố gắng hơn ở phim tiếp theo. Chắc hẳn là, là Minh Thu cũng sẽ phải đầu tư như chúng ta vừa nói đây là một cô gái tiểu thư con nhà giàu, một background cực kỳ hoàn hảo. Thì uh, từ cái khí chất như vậy rồi cái quá trình mà bạn chuẩn bị cho cô gái này thì nó có phức tạp không? phức tạp lắm, nói chung là đau đầu lắm. <laughs> kiểu như là ngoài cái việc chuẩn bị tâm lý cho nhân vật nhá, thì cái đau đầu thứ hai là về trang phục, ừ. về phục trang rồi make up. nhưng mà cái phục trang là diễn viên là người phải lo. Ừ. bên cạnh được tài trợ chẳng hạn thì mình cũng vẫn phải tự tìm cho mình những cái bộ đồ nó đúng ý với đạo diễn. bởi vì sao mọi người ạ? khi mà đóng nhân vật Mai anh, ok, đây là cô gái tiểu thư ừ. được uh, bố mẹ nuôi chiều, uh, nuông chiều nhưng mà đạo diễn nói là nhưng mà em phải tìm những cái bộ trang phục nó phèn tức ừ. là ăn chơi đấy cũng đi du học đấy nhưng cái văn hóa của em nó sẽ lùn hơn những văn hóa của những nhân vật còn lại trong phim ừ. không phải là mặc nó dịu dàng tiểu thư thật ra nếu mà như thế thì quá dễ về thu rồi ừ. bởi vì là mình có thể tìm được tất cả những bộ quần áo váy vóc bề ngoài đẹp dịu dàng sang chảnh nhưng mà đây lại phải là phèn cơ nó phải nhiều khi nó bị ố rề lố lăng và không thuận mắt cho người xem ừ. thì rất là đau đầu với khoản đấy ờ, nhưng mà trong một vài tập vừa rồi phát sóng thì thu cũng nhận được rất là nhiều ý kiến của khán giả là ai làm stylist đấy tại sao ừ. lại ăn mặc kiểu này như thập niên 2000 vậy và nó bị ố rề, nó bị lố lăng À, nhưng mà thu nghĩ là thôi vì mình theo ý đồ của đạo diễn và theo kịch bản mà cho ừ. nên là uh, không sao cả ừ. mình không buồn ừ. về việc đấy bên cạnh đó thì thu cũng có uh, cơ hội được thử sức này được uh, cọ sát nhiều hơn với các cô chú anh chị anh lãnh thanh rồi <laughs> việt hoa thì là bạn rất thân rồi đúng không đúng và rồi cả ạ. thục anh là bạn trẻ hơn nữa uh, lãnh thanh việt hoa là thục anh cũng đều là những người anh người bạn người em của thu thì uh, họ là những người trẻ có nhiệt huyết và em thì em cảm nhận được qua bộ phim này thì em học hỏi họ, được họ rất là nhiều về tinh thần tinh thần khi đi làm này cũng như là những cái trăn trở cho vai diễn của mình ừ. và tư duy về vai diễn cũng như là cái cái khả năng diễn xuất thì em học hỏi được họ rất là nhiều. À, anh chị em cứ giúp đỡ nhau trong cái quá trình làm phim thôi. À, trao đổi với nhau ban đầu thì có thể chưa đúng ý, ừ. chưa hợp ý nhau trong khi quay. Thế nhưng mà sau một thời gian là anh em cũng có tương tác qua lại với nhau. Kể cả ở ngoài đời cũng trò chuyện nhiều hơn để có thể hiểu nhau hơn. À, làm việc với nhau sẽ dễ dàng hơn. Cho nên là làm việc với cả những diễn viên trẻ thì cũng rất là thú vị. Trong một lần mà tám phim có cơ hội à? trò chuyện khá, khá sâu với anh lãnh thanh anh lãnh thanh nói rằng là rất bất ngờ khi mà tu vào vai mê anh bởi vì là ở ngoài thì minh thu tưng tưởng hơn vui vẻ nhưng mà khi vào vai một cái thì lại là một cô gái khác hẳn ừ. thì ấn tượng của thu với anh lãnh thanh ra sao có bị ừ. gọi là cú twist như anh lãnh thanh như vậy không à, không đến nỗi nhưng ừ. chưa không đến cái mức như thế thế nhưng mà uh, lần đầu tiên em được làm việc với các anh lãnh thanh thì trước đấy là cũng nghe là à diễn viên điện ảnh ở trong sài gòn ra đấy ừ. cũng không Rất biết là ghê gớm như thế nào hay là hay là mạnh bạo đến đâu uh, trong những cái cảnh quay cảnh nóng chẳng hạn ừ. thế thế nhưng mà khi mà làm việc ban đầu thì em thấy hơi tức là hai anh em vẫn có có những cái khoảng cách đúng không? khoảng cách và ừ. bị gượng gượng với nhau vì cả cách diễn về phong cách diễn vì anh ấy chắc là quen ở trong đấy rồi và mình quen cái lối diễn ở ngoài này rồi chẳng hạn ừ. em cũng không biết được là nó có khác biệt quá nhiều không nhưng mà với với minh thu và lãnh thanh thì có thấy khác và có thấy gượng à, nhưng mà sau một vài buổi quay ở trên hiện trường thì à, đạo diễn cũng có nói chuyện nhiều cũng có chỉ cho anh thanh cũng chỉ cho em nhiều và sau đấy thì anh em cũng hiểu nhau hơn hiểu nhau hơn thì uh, làm việc nó sẽ dễ hơn và có một cái là em nhận thấy ở anh lãnh thanh chăn trở có một ừ. cái điều là rất chăn trở về vai diễn sau mỗi một cái buổi quay hình xong ghi hình xong thì anh ý rất hay ngồi anh cứ hay lẩm bẩm một mình và từ đầu thì <laughs> từ đầu thì em cứ sợ là anh ý, ấy ổm sao nhỉ ừ, thế ừ. nhưng mà cuối cùng đến lúc mà hỏi ra là anh sao ấy bảo là không, anh đang nghĩ lại xem cái đoạn này thì nên tính quay như thế nào, ừ. diễn như thế nào với em à, Hay là anh em mình ngồi lại với nhau đi Thì em thấy có một cái là anh ấy rất là nhiệt huyết về công việc Cũng như là chăn trở cho vai diễn của mình ừ. Đến bây giờ thì bộ phim này cũng đã đóng máy rồi Như mình nè. Thu có chia sẻ trên các trang mạng xã hội của mình à, Nhưng tuy nhiên để nhìn lại quá khứ một chút Đâu là phân cảnh với Thu mà Thu cảm thấy là vừa ấn tượng nhưng mà nó lại rất là khó <laughs> ôi cái này thì thật sự là muốn chia sẻ lắm ừ. nhưng mà cái phân cảnh đấy thì hơi tiếc một tí nó lại nằm ở những tập gần cuối của bộ phim à. thì em không thể nào mà em chia sẻ tiết lộ được thế nhưng mà có một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ ờ, cái tập vừa rồi phát sóng là tập mà phương bị tai nạn xe máy và bị ừ. nằm viện ờ, sau đó thì may uh, may anh có đòi bà cho đi vào viện thì trước đấy hai hôm trước cái cảnh quay đấy thì em đã bị tai nạn xe máy ừ. và rõ ràng mọi người cũng biết được là vai mai anh này mặc dù bầu nhưng mà theo ý đồ đạo diễn và uh, tính cách của mai anh này thì vẫn mặc những cái đồ sang chảnh và cao gót đó thì ngày hôm đấy với cái xét đồ đấy thì em phải đi uh, bốt rất là cao ừ. đoàn phim thì cũng không thể chờ mình lâu được nên là ekip cũng rất là chăm sóc chú đáo và ừ. cũng ân cần và uh, tính cho mình những cái cảnh quay nào chỉ quay cận thôi ừ. mình không phải đi lại quá nhiều nhưng mà có một cảnh quay mà bước từ ngoài vào trong cái giường bệnh của phương thì bắt buộc vẫn phải đi ừ. thế cho nên là mặc dù chân của em đang bó bị bó như thế nhưng mà phải tháo ra tháo ừ. cái bó đấy ra để Sỏ chân vào cái đôi bốt đấy nhưng mà cũng rất là may vì cái đôi bốt đấy nó là cái phong cứng cho nên là gần như nó cố định được cái bàn chân của mình cái cổ chân của mình nên là nó cũng không bị quá đau nên là rất là nhớ vì cái cảnh đấy thì ekip cũng rất là vất vả với cả bản thân mình nếu như mà một vai diễn mới mà minh thu sẽ vào vai hay là một dự án nào đó gần nhất thì liệu rằng có phải là một hình ảnh như vậy không một cô gái mong manh yếu đuối ờ ừ, không thật ra là em muốn cái vai tiếp theo thì cá tính vẫn sẽ cá tính nhưng ừ. mà ở một cái màu sắc khác nó không phải là sang chảnh nó không phải tiểu thư nữa mà em muốn vai nó mộc mạc giản dị hơn ừ. đó là em rất là mong muốn nếu mà dự án tới thì mình sẽ vào một cái vai nào đó thì có thể hiền lành hơn được một chút <laughs> dịu dàng hơn để để Thế bớt lại những đúng gì rồi để bớt bớt lại những không? cái gì <cười> <cười> của mai anh có so lại đó nhưng ừ. mà muốn một cái vai nó mộc mạc hơn minh Thu thì ngoài là một diễn viên truyền hình thì còn có công việc là một diễn viên sân khấu bên cạnh đó thì thu còn một vị trí công việc nào khác nữa không hãy chia sẻ cho khán à, giả công việc là mẹ À, đó. <laughs> và kinh doanh nữa Thật ra là bản thân em Luôn luôn muốn là mình phải có Tràn đầy năng lượng Để mình làm việc cũng như là mình sống Thì uh, tất cả những cái công việc đấy Em đều cảm thấy Lúc nào mình cũng tích cực Lúc nào mình cũng đầy năng lượng Và cái quan trọng là vẫn là con mình Bởi vì uh, khi mà em đi làm như này Thì em không được chăm sóc con Và bị gọi là xa con đấy nên là khi mà ở bên cạnh con thì em dành tất cả mọi thứ tập trung vào cho con thôi thì em nghĩ là ở về bé voi thì em sẽ ưu tiên một chút xíu hơn cái năng lượng cũng như là toàn bộ mọi thứ của em sẽ dồn cho voi hơn là ừ. những cái việc kia mọi người thì có tìm hiểu và nếu như khán giả quan tâm tới minh thu và theo dõi cô nàng này trên mạng xã hội thì hình như là mọi người cũng đoán được là tôi cũng mới <laughs> có một tình yêu mới đúng không? Ừ. À, trong phương lý tò mò một chút đi trong tình yêu thì minh thu sẽ à, sẽ là một người như thế nào? và với thu thì điều gì sẽ là quan trọng nhất để có ừ. thể gìn giữ và làm cho tình yêu ừ. đó trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết? thật ra với thời điểm hiện tại thì minh thu không muốn chia sẻ quá nhiều về chuyện tình cảm riêng tư của mình trên sóng ừ. truyền hình, mạng xã hội thì ok có thể vui vui không sao cả. thế nhưng mà dù gì thì thu cũng muốn chia sẻ rằng là con người thu trong tình yêu là thu có một quan điểm là yêu ai thì yêu hết mình, ừ. cho đi hết mình và không quá là quan trọng cái việc mình nhận được lại cái gì đương nhiên là tình cảm mình cũng vẫn phải là phải cảm nhận được tình cảm từ đối phương thì mình mới cho đi được nữa chứ cũng không ừ. thể nào một phía được như mấy anh được thế nhưng mà đấy có một cái là mình cứ yêu đi mình cứ cho hết mình đi để ít ra người ta sẽ thấy được rằng là mình mình có yêu người ta mình vì người ta như thế nào và có một cái là em nghĩ rằng là mình cần phải thẳng thắn với nhau trong mọi vấn đề để giải quyết cùng nhau chấm dứt xong cái vấn đề đấy chứ không để dai dẳng không để lâu dài thì như thế nó mới tồn tại được mối quan hệ lâu dài đúng không? cảm ơn thu thật nhiều vì ngày hôm nay đã đến với dạ. tám phim mang những câu chuyện về công việc và về cuộc sống. chúc cho thu sẽ có một con đường sự nghiệp và một cái nhiệt huyết với nghệ thuật còn luôn luôn nối dài như vậy nữa để có thêm thành công. cảm ơn chị ạ, cảm ơn khán giả của tám phim đã trò chuyện cùng với minh thu và chị thúy. tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại rồi. cảm ơn quý vị khán giả vì đã luôn yêu thương đồng hành và theo dõi cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những số phát sóng tiếp theo.